Chào mừng bạn đã đến với video hướng dẫn về kỹ thuật của VisualHam. Đây là video đầu tiên trong series video hướng dẫn về cấu hình giao diện FlashSum trên hệ thống iRoot. FlashSum là giao diện phù hợp với rất nhiều các loại website khác nhau, ví dụ như website về shop online, website về giới thiệu doanh nghiệp, website giới thiệu sản phẩm hoặc là website về landing page. Nhưng mà cái giao diện này thì nó không thực sự phù hợp với những cái website về tin tức. Cho nên nếu bạn muốn sử dụng một website về tin tức, bạn có thể tham khảo một số các cái giao diện khác, ví dụ như Newspaper 7. Sử dụng FlashSum, bạn có thể tùy biến giao diện một cách trực quan, có nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa giao diện đến đâu, bạn có thể nhìn thấy ngay sự thay đổi của website đến đó. Ví dụ như bạn muốn thay đổi về phần banner, bạn có thể kích trực tiếp vào ảnh của banner rồi có thể thay được cái hình ảnh, hoặc là chỉnh sửa độ cao hoặc là một số thông số khác của banner ở đây. Tương tự như một số phần khác cũng vậy. Do cái tính chất dễ dàng sử dụng này mà bạn có thể, cho dù bạn là một người không biết nhiều về kỹ thuật hoặc là bạn chưa tạo website bao giờ, bạn cũng có thể tự tạo cho mình một cái website như ý. Và bạn hãy tiếp tục theo dõi những cái video sắp tới để có thể hoàn thành cái website của mình một cách tốt nhất. Chúc bạn thành công.